làm về hai nhân vật đó là Luffy G5 và Kaido dạng lai rồng nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu về sức mạnh của hai người này như thế nào nhé các bạn. Trước khi vào câu chuyện thì các bạn nếu thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh mình phát triển nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu về sức mạnh của G5 như thế nào nhé. Xuyên suốt mạch truyện One Piece, Luffy luôn có hai dạng sức mạnh, đó chính là sức mạnh của trái ác quỷ và sức mạnh tinh thần. Ý chí của một thuyền trưởng băng mũ rơm là phải bảo vệ đồng đội và bạn bè của mình. Nhờ điều này, anh đã đột phá sức mạnh lên đến G4, phá vỡ định luật của bản thân và có thể đương đầu và chiến thắng nhiều đối thủ mạnh. Luffy mặc dù đôi khi khá ngốc nghếch nhưng anh đủ thông minh để hiểu và phát triển được một số kỹ năng của riêng mình. Ngoài sức mạnh ban đầu của trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi là cho phép cơ thể của người sử dụng có thể đặc tính như trái cao su, thì anh đã phát triển ra hai kỹ năng mới như sang số 2, sang số 3 và hiện tại là số 4 Gear 4. Với sức mạnh khủng khiếp đánh bại Joker, Doflamingo, Cuộn Thất Vũ Hải, thuyền trưởng băng Doquixote, Gear hay là sang số là một kỹ năng không phải là khả năng được mặc định của trái Gomu Gomu no Mi, mà đó là kỹ thuật mà Luffy đã phát minh ra. Cậu đã lợi dụng đặc tính sinh học cao su của mình để phát triển, nhưng trong tương lai đã trở thành vua hải tặc. Luffy sẽ phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh gấp nhiều lần so với sức mạnh của Doflamingo, nên chắc chắn có khả năng của anh không chỉ dừng lại ở Gear 4 mà còn nâng lên nhiều mức cao nữa. Chẳng cần nói ở đâu xa, các chapter gần đây của Luffy cũng đang bị Kaido hành tỏi xếp mặt. Luffy chuyển sang hình thái mạnh nhất của Gear 4, Bossman, và tung chiêu Gomu Gomu no Kon, nhưng cũng không xin nhê gì với tứ hoàng mạnh mẽ này. Thậm chí Kaido chỉ cần dùng một đòn duy nhất cũng khiến lù ngất xỉu, nằm thẳng cẳng một góc, sau đó còn bị mấy tên lính quèn lôi đi ném nhốt vào ngục. Nhiều người đã cho rằng để có thể đối đầu với Kaido thì Luffy bắt buộc phải có một sức mạnh mới bá đạo hơn bây giờ rất nhiều, và chính là phát triển lên G5 hoặc thức tỉnh được trái ác quỷ. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng G5 chính là sự thức tỉnh của trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi không? Hôm nay chúng ta cùng đi sâu vào giả thuyết này nhé. Cho đến nay chúng ta chỉ mới biết được hai người đã thức tỉnh được trái ác quỷ, đó là Doflamingo và Katakuri. Cả hai đều sử dụng trái ác quỷ hệ Brassmacia, và biểu hiện của trái ác quỷ được thức tỉnh rất giống nhau, là biến đổi môi trường xung quanh thành vật chất mà trái ác quỷ đó đại diện. Ví dụ như sau khi thức tỉnh trái Iter Iter no Mi, Doquixote Doflamingo có thể biến môi trường xung quanh thành tơ, giúp hắn có thể trói chặt và điều khiển nạn nhân theo ý muốn. Còn Chatloter Katakuri, sau khi đánh thức sức mạnh của trái ác quỷ của mình, anh ta có thể biến đổi mọi thứ xung quanh thành mochi, giúp tăng cường phạm vi từ cuộc tấn công và bắt giữ đối thủ. Tuy nhiên, những trái ác quỷ hệ khác thì có thể có dạng thức tỉnh không giống như hai trái trên. Như dạng thức tỉnh của Luffy có thể sẽ do không biến đổi môi trường xung quanh thành cao su, mà thay vào đó cậu có thể biến đổi hình dạng cơ thể tùy theo ý muốn ý thích của mình. Dạng này cũng có thể kết hợp được với những ghe trước đó của Lùng, như là Gear 4 hay là Gear 3, để tạo ra một đòn hỗn hợp. Lúc đó Luffy có thể thay đổi hình dạng cơ thể một cách tùy ý, như biến tay thành một cái búa hay một thanh gươm nào đó. Tay và chân của Luffy lúc đó vẫn sẽ được bọc haki, và hình dạng thì phát triển và kích thước khổng lồ. Như vậy thì mới có thể cho Kaido một cú chờ giáng được. Và đây cũng chính là hình thức Gear 5 mà Luffy đạt được. Khi hai sức mạnh chính của anh được hòa vào là một thì chắc chắn sức công phá của nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Và nếu hạ được Kaido, một sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới, thì lù nhà ta chẳng còn ngán bất kỳ đối thủ nào nữa. Nhưng một câu hỏi lớn là làm thế nào để Luffy có thể lên được G5 dạng thức tỉnh này? Trong khi anh đang bị giam trong ngục của Kaido, và trước khi lên được một dạng mới thì lù phải hoàn toàn làm được chủ được G4 đã. Nghĩa là Luffy phải vận dụng được Haki vũ trang và Haki quan sát ở mức cực thịnh trong G4, sau đó mới chuyển sang được G5. Nhưng trong thời điểm thiên không thời, địa không lợi, người không hòa này thì đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng mọi người hãy nhớ Luffy là nam chính nhé. Chắc chắn Thánh Oda sẽ không bỏ mặc anh chết già trong tù đâu, và sẽ mang đến cho anh một lối thoát khác. Và với thời gian còn lại ngắn ngủi để tấn công Kaido theo kế hoạch, thì Lù không thể tự mình đạt được sự tiến bộ vượt bậc này, mà chắc chắn có người hướng dẫn giúp đỡ anh. Và bây giờ chúng ta quay trở lại chat 1044 nhé. Lúc này Luffy đã thức tỉnh được G5 nhé các bạn. Sau khi thức tỉnh trái ác quỷ của mình thì sức mạnh của Luffy nhận được là vô cùng khó đoán, và Oda vẫn chưa có nhiều hé lộ liên quan đến khả năng thực sự từ trái Nika. Trong những ngày gần đây thì cộng đồng người hâm mộ One Piece đang trở nên vô cùng hào hứng với những thông tin của chat 1044. Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, tác giả Oda đã gần như bác bỏ toàn bộ những giả thiết của game thủ, và có một pha bẻ lái cực gắt về thân phận thực sự của trái ác quỷ mà Luffy sở hữu bấy lâu nay.
không phải là trái Gomu Gomu no Mi hệ Brassmacea, mà nó lại là trái Hito Hito no Mi Nika thuộc Yoan thần thoại. Và kết quả là Luffy có thể thức tỉnh được sức mạnh thật sự của trái ác quỷ Hito Hito no Mi Modern Nika, kèm theo đó là đạt được sức mạnh G5 mà bản thân anh lẫn người hâm mộ đều hằng mong chờ. Theo như những thông tin mà chúng ta thu thập được ở những thời điểm hiện tại, Oda đã có một số giải thích một cách chiều tượng liên quan đến năng lực lẫn sức mạnh mà G5 đem lại cho Luffy. Theo đó thì khả năng của trái Hito Hito no Mi Modern Nika sau khi thức tỉnh đó chính là đem lại sự tự do khi nó cho phép Luffy có thể chiến đấu theo cách mà cậu muốn. Thông tin này cũng khiến cho nhiều người hâm mộ Winvy cũng cảm thấy khó hiểu, khi mà những trái ác quỷ khác khi thức tỉnh đều được Oda giải thích một cách rõ ràng, trong khi đó thì trái Hito Hito no Mi Modern Nika lại được giải thích đó là sức mạnh của sự tự do, khiến không ít người tranh cãi về vấn đề này. Nếu xem hết những hình ảnh của chat 1044 thì bất kể ai cũng có thể thấy được rằng Luffy có một phong cách chiến đấu đúng kiểu hoạt hình. Thậm chí nhiều người xem còn nhận định rằng Luffy có thể sử dụng G5 để loại bỏ đi sự logic, đưa định luật vật lý ra chuồng gà. Sức mạnh này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân của Luffy mà còn tác động đến môi trường xung quanh, thậm chí cả những vật thể sống như Kaido cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh này. Luffy cũng có thể nhảy lên rất cao và trong lúc nhảy cậu trông giống như một cái bóng của Nika từng được xuất hiện trong câu chuyện của WoWo. Tuy nhiên sau khi thức tỉnh thì Luffy vẫn giữ được đặc tính của trái cao su. Điều này tạo nên nhiều luồng suy nghĩ trong cộng đồng người hâm mộ, bởi họ không biết liệu rằng trái Hito Hito no Mi Nika có thực sự mang đặc tính của cao su hay không, hay là nó có công dụng chuyển hóa năng lực từ suy nghĩ của chủ sở hữu. Nguyên do từ ban đầu Luffy luôn nghĩ rằng đây là trái ác quỷ cao su, nên năng lực của cậu sử dụng vẫn sẽ mang khả năng của trái Gomu Gomu no Mi như trước kia. Có lẽ chúng ta cần phải chờ thêm những thông tin từ chapter tiếp theo của Winvy thì mới có thể hiểu rõ hơn được sức mạnh thực sự của trái ác quỷ này, hoặc ít nhất cho đến khi Oda đưa ra những hé lộ tiếp theo liên quan đến Hito Hito no Mi Modern Nika trong tương lai. Và bây giờ cùng mình tìm hiểu về sức mạnh của Kaido nhé. Bây giờ mình nói về Kaido trong dạng há rồng trước nhé các bạn. Sức mạnh của Kaido trong dạng rồng có thể hủy diệt cả một hòn đảo, thổi bay cả một tòa thành chỉ với một cú thở nhẹ mà thôi. Là một tứ hoàng, Kaido nằm trong bốn hải tặc có sức mạnh và quyền lực nhất của thế giới Winpy. Kaido đã nhiều lần bị đưa ra xử tử, nhưng không một ai có thể giết chết được hắn ta. Cũng chính vì lẽ đó mà Kaido được biết tới như là một sinh vật mạnh nhất thế giới. Tại ARC Wano, Kaido lần đầu tiên sử dụng trạng thái rồng của mình trong một cuộc chạm trán với Luffy. Trong tình trạng hắn ta đang say xỉn vì uống rượu quá nhiều, khi há rồng, Kaido còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, mạnh tới mức mà chỉ cần một hơi thở của ông đã có thể thổi bay cả một tòa thành. Kaido đã ăn trái ác quỷ hệ Yoan thần thoại rồng. Chỉ những trong những lúc cấp bách, Kaido mới sử dụng thứ năng lực kinh hoàng của này của mình. Tuy nhiên thực tiết nếu là lần đầu tiên hóa rồng, vì quá say nên Kaido vẫn chưa thể hiện được nhiều sức mạnh của bản thân ở dạng này. Và những điều mà khán giả mong đợi đã đến ở Winvy Chap 987. Trước sự tấn công của nhóm Cửu Hồng Bao khiến Kaido thực sự bất ngờ và gặp khó khăn để giải quyết mối ân oán với nhóm gia thần cụ của Oden này, và thử uy sức mạnh với những tên siêu tân binh đang có ý đồ muốn đánh bại mình như Luffy. Kaido đã hóa dạng rồng với lời tuyên bố: Luffy, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của sinh vật mạnh nhất thế giới. Kaido chọn tầng thượng của lâu đài của mình làm nơi quyết chiến với nhóm Cửu Hồng Bao, cũng là nơi hắn ta sẽ cho thấy sức mạnh hủy diệt của kẻ được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới. Vậy trong dạng rồng của Kaido mạnh tới mức nào? Như chúng ta đã biết trong dạng người, Kaido đã thể hiện sức mạnh vật lý, khả năng chịu đòn và những đòn tấn công vô cùng uy lực với cái tên Lôi Minh Bát Quái. Tuy nhiên ở dạng rồng, Kaido lại tỏ ra một kẻ có kỹ năng tấn công trên diện rộng, sử dụng những nhiều kỹ năng phun lửa và có khả năng hủy diệt cả một tòa thành chỉ với một cái thở nhẹ của mình. Kaido đã dùng dạng rồng để đối đầu với Oden trong cuộc chiến cách đây 20 năm và đã bị chúa công của Wano để lại một vết sẹo rất lớn. Cho đến nay, đây là vết thương lớn duy nhất mà Kaido đã phải hứng chịu trong những trận chiến mà hắn đã tham gia. Có vẻ như sau 20 năm, sức mạnh của Kaido đã tăng lên rất nhiều. Điều này khiến hắn tự tin và tuyên bố rằng kể có cả Oden bên cạnh của Hồng Bao cũng chẳng làm gì nổi hắn trong hình dạng rồng. Đồng thời, pha biến hình của Kaido khiến chúng ta liên tưởng tới rồng thần trong bộ manga nổi tiếng khác là Dragon Ball. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sơ về sức mạnh của Kaido dạng lai rồng nhé các bạn. Tập 1018 cuối cùng đã tiết lộ hình dạng người thú của Kaido mà chúng ta nhìn thấy lần đầu tiên trong phân cảnh mở đầu trong tập 1005. Cho đến thời điểm này,
Kaido vẫn luôn ở trong hình dạng Yu Dragon đầy đủ của mình. Mặc dù tập phim chỉ xuất hiện hình bóng cũ dạng Lai, nhưng người hâm mộ tin rằng đây sẽ là lần biến hình mạnh mẽ nhất của Kaido. Hình dạng Lai của Kaido là sự pha trộn giữa hình dạng người và rồng, trái ác quỷ hệ vô anh thần thoại của mình, cho Kaido khả năng biến đổi thành một con Lai giữa người và rồng theo ý muốn. Hình dạng này lần đầu tiên được tiết lộ trong chương 1003, khi Kaido đang chiến đấu với thế hệ tồi tệ nhất, đặc biệt là Luffy và Zoro. Họ là những người đưa Kaido về dạng Lai của mình. Hình dạng người rồng của Kaido khác với hình dạng quái thú hoàn toàn của anh ta. Hình dạng đó cho phép người dùng biến hình thành một con Lai giữa các loài, cũng như biến thành một con vật hoàn chỉnh. Ở dạng Lai của Kaido, anh vẫn giữ được đặc điểm của con người của mình trong khi hấp thụ sức mạnh của rồng. Bàn tay và bàn chân của Kaido trở thành móng vuốt. Hình xăm trên cánh tay của Kaido biến mất, vảy cá rồng nổi lên trên da, 6 chiếc sừng nhô ra từ đầu. Kaido có răng nanh như ma rồng và cũng mọc một cái đuôi dài. Hình thức mạnh hơn phụ thuộc vào người dùng và đối thủ của họ. Đối với Kaido, hình dạng Lai người của ông ta mạnh hơn hình dạng rồng của ông ta. Nó mang lại cho ông ta tốc độ, khả năng di chuyển, độ bền và khả năng kiểm soát tốt, và khả năng sử dụng haki cũng tốt hơn. Sự biến đổi con thú của ông ta khiến Kaido trở thành một con rồng lớn bằng Guri, vốn là một thành phố nhỏ, hình thức Lai không lớn bằng, và điều này giúp ông ta di chuyển tự do hơn. Nó cũng cho phép ông ta có chiến lược hơn với những cuộc tấn công của mình. Dạng rồng có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, nhưng nó phù hợp hơn để chiến đấu với số lượng lớn hơn và nhiều đối thủ hơn. Đối với đấu 1 với 1, Kaido thích hình thức Lai của mình hơn, như người xem sẽ chứng kiến trong những các tập sắp tới. Quan trọng nhất, Kaido có thể sử dụng vũ khí được truyền hai cây ở dạng Lai của mình. Hasekai của ông ta, một cây chùy có gai, đã được chứng minh có sức mạnh khủng khiếp và sức mạnh thể chất bẩm sinh của Kaido. Với haki vũ trang nâng cao, Ryo và haki chinh phục cao cấp, Kaido có thể tăng sức mạnh khủng khiếp lên rất nhiều. Cuộc chiến đang diễn ra từ tập 1018 sẽ chứng kiến việc Kaido làm Luffy bị thương nặng bằng Hasekai khi ở dạng Lai. Mặt khác, đối với một số nhân vật có dạng Lai, hình dạng động vật của họ mạnh hơn. Một ví dụ sẽ là Chopper, nơi Monster Ball của anh ta là một minh chứng cho hình dạng quái thú đầy đủ của anh ta. Monster Ball Chopper mạnh hơn 7 dạng Lai khác của Chopper. Nhưng các nhân vật khác như Phượng Hoàng, Marco và Rolluxy lại gắn bó với hình dạng Lai giữa người và động vật trong hầu hết các cuộc giao tranh nghiêm túc của họ. Thực tế là hình dạng Lai người rồng của Kaido được giới thiệu sau khi hình dạng rồng của ông ấy, có nghĩa là ông ấy mạnh hơn ở dạng Lai rất nhiều. Trong tập 1018, Luffy đã gây sát thương cho Kaido ở dạng động vật do Gear 4. Kaido biến thành dạng Lai có vảy rồng màu xanh và nói với Big Mom rằng cuộc chiến đang rất vui. Không có lý do gì Kaido lại chuyển sang trạng thái yếu hơn để có thể đánh bại Luffy. Vì vậy, dạng Lai của Kaido rất mạnh. Một số câu hỏi có phải là dạng Lai của Kaido là thức tỉnh của ông ta không? Một số người tin rằng hình thức Lai rồng của Kaido là sự thức tỉnh của trái ác quỷ. Nhưng năng lực trái ác quỷ hệ do anh thần thoại của Kaido chưa bao giờ được công bố chính thức hoặc tiết lộ. Ngay cả khi chương truyện tranh mới nhất, Oda vẫn chưa đề cập đến bất cứ điều gì về sự thức tỉnh của Kaido. Hình dạng mạnh nhất của Kaido như đã thấy trong chương 1048, Kaido biến thành một con rồng lửa khổng lồ, thổi ra lửa và có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì nó chạm vào. Ở dạng này, Kaido có thể sử dụng một chiêu thức có tên là Rising Dragon. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Kaido cho đến nay. Có thể kết luận sơ rằng hình dạng Lai của Kaido chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Luffy. Mình đọc sơ vậy thôi nhé các bạn. Bây giờ các bạn theo dõi video mình vẽ nhé. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho kênh mình ngày càng phát triển nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. And make a statement. I don't ever slow up.
No, I don't take shit, I got no love. But the thing is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
is you too. Trying to stay strong and fake a smile until I